Bây giờ thì tôi xin nói về chung về cái hô hấp ký, và sẽ có một số slide tôi sẽ nói nhanh là tại vì các bạn sẽ được học kỹ hơn. Thì tất cả chúng ta là bác sĩ về phổi học thì chúng ta biết là chúng ta phải sử dụng cả ba cái biện pháp này. Người ta ví giống như một cái kiềng ba chân vậy, mình không có thể thiếu một cái chân nào. Nếu mà mình bỏ qua một khâu nào thì mình sẽ không có được một cái chẩn đoán chính xác. Thì như thế thì các bạn, đương nhiên các bác sĩ sẽ hỏi rất kỹ về bệnh sử khám lâm sàng. Việt Nam mình thì lao rất là nhiều, cho nên các bạn bắt buộc phải có một cái phim phổi trước khi các bạn tiến hành làm cái thăm dò chức năng hô hấp. Thì thăm dò chức năng hô hấp thì nó có hai nhóm, một cái nhóm cơ bản và một cái nhóm chuyên sâu. Thì các bạn thấy hô hấp ký là cơ bản của cơ bản. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học rất là kỹ. Và tôi nghĩ là hôm nay là một cái cơ hội rất lớn cho tất cả chúng ta được học một cách hết sức là bài bản về hô hấp ký. Sau đó thì cũng rất là mong các bạn sẽ có cơ hội học thêm về khí cặn, tổng dung đường phổi, khả năng khuếch tán. Thì cái này ở Bạch Mai chúng ta cũng có một cái máy chúng ta gọi là máy phế thần ký, khí trong máu. Cả bốn cái này chỉ thuộc về cơ bản mà thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái khảo sát đường dẫn khí nhỏ. Thì chúng tôi có cái máy dao động xung ký, là một cái máy rất là tốt, đo được cho trẻ con từ 2 tuổi trở lên. Test phản ứng phế quản thì ở Bạch Mai chắc cũng làm rất là nhiều. Khảo sát cơ hô hấp, test vận động. Thì đây cũng là một cái test rất là cao cấp, thì tôi hy vọng rằng là Bạch Mai cũng sẽ có trong một thời gian rất là gần. Về vận động, về hô hấp và tim mạch, điều khiển hô hấp. Thì hô hấp ký thì các bạn sẽ được thực tập ở trên cái máy này. Và các bạn thấy nó chỉ có một cái sensor nhỏ gọn như vậy thôi, nhưng mà rất rất là hữu ích. Thì đây là cái phần chuẩn bị bệnh nhân. Thì hồi nãy giáo sư Camo Trump cũng đã nói với các bạn, kiểm tra huyết áp, bệnh nhân phải mặc quần áo, và chúng ta phải căn dặn bệnh nhân các cái điều này. Nhưng mà thật sự ra thì thường thường chỉ có khi nào mà bệnh nhân nhập viện thì chúng ta chuẩn bị được thôi, chứ còn bệnh nhân ngoại trú đi vào thì cỡ nào các bạn cũng phải làm. Và ngưng thuốc giãn phế quản thì đây là một cái điều rất là quan trọng, tại nếu mà các bạn ngưng được á, thì các bạn sẽ có được cái test giãn phế quản rất là đúng, còn nếu không thì chúng ta sẽ có cái test giãn phế quản âm tính, thì cái đó, điều đó cũng rất là tiếc. Chắc chúng tôi sẽ cho các bạn toàn bộ các cái slide này các bạn ha. Thực hiện hô hấp ký thì hồi nãy giáo sư Camo Trump nói cái bài học lớn nhất là sau cái dịch Covid là có cái bộ lọc. Thì thật sự ra từ trước tới giờ là chúng ta luôn luôn nhấn mạnh tới cái điều này. Tại các bạn thấy là bệnh nhân của mình thổi qua thổi lại chỉ có một cái đầu dò này thôi, cho nên rất rất là nguy hiểm. Mình chụp một cái phim phổi mình thấy sạch sẽ, nhưng mà bệnh nhân có thể nhiễm trùng trên đường dẫn khí, lao nội mạc khí phế quản nữa. Cho nên các bạn dứt khoát các bạn phải xài cái bộ lọc này. Các bạn còn thấy là kỹ thuật viên của mình đứng rất là gần bệnh nhân, đúng không? Hít ra hít vô, hít ra hít vô rất là mạnh, cho nên rất rất là nguy hiểm. Hồi giáo sư Châu cùng bác sĩ Phương cùng tất cả các bạn đi kiểm tra thì nhiều nơi các bạn không sử dụng cái bộ lọc. Cái này không phải là kỹ thuật, cái này là y đức các bạn ha. Và nó khoảng chừng 35.000. Trong khi đó thì bảo hiểm y tế bây giờ trả cho mình bao nhiêu bác sĩ Phương? Cái test hô hấp ký trả 123.000. Cho nên bệnh viện vẫn còn lời lắm á. Cho nên các bạn bắt buộc, các bạn bắt buộc phải có cái bộ lọc. Các bạn về mạnh dạn nói rằng là bác sĩ Phương nói là nếu không có bộ lọc thì tôi không làm. Các bạn nha, đừng có. Và xài một lần duy nhất, không có cái vụ mà hấp đi hấp lại, hoặc là cho bệnh nhân ông cầm cái này đi kỳ sau ông tới ông dùng lại, không không có các bạn ha. Các bạn nhớ một lần duy nhất 35.000. Và đây là các cái thể tích mà một chút nữa các bạn sẽ được học rất là kỹ. Thì đây là cái dung tích sống mà hồi nãy giáo sư Camo Trump nói. Ở đây là cái đường cong lưu lượng thể tích, đây là một cái đường vô cùng quan trọng. Và chúng tôi rất là quý cái đường này, gần như là những cái chẩn đoán đầu tiên chúng tôi sẽ dựa trên cái hình này. Cho nên rất rất biết ơn giáo sư Hayek năm 1959 đã phát minh ra cái đường này cho chúng ta.
đây là cách đo. Thì các bạn thấy nếu mà bệnh nhân bình thường họ thổi phu một cái thì trong vòng 1 giây đầu FEV1 thì các bạn đã thổi được 75% của dung tích sống gắng sức của các bạn rồi. Nhưng mà nếu mà một bệnh nhân bị tắc nghẽn đường dẫn khí mà các bạn gặp rất là nhiều hen COPD thì mặc dầu cho các bạn có cổ vũ bệnh nhân thổi lên thổi nữa thì bệnh nhân cũng ráng thổi đó, nhưng mà đường thở nó kẹt quá rồi các bạn thấy không, cho nên họ đi rất là chậm, đẩy mãi mới được một chút xíu vậy. Cho nên dứt khoát là cái tỷ lệ FEV1 trên FVC này sẽ rất là thấp. Cho nên các bạn thấy là một cái phương pháp hết sức là đơn giản, không có làm gì đau đớn cho bệnh nhân, không có xâm phạm cơ thể bệnh nhân, mà cho các bạn một cái chẩn đoán vô cùng quan trọng, có tắc nghẽn đường dẫn khí. Vì như thế, cái kết luận mà tắc nghẽn đường dẫn khí là một kết luận sinh lý học và dựa trên hô hấp ký. Các bạn không có quyền sử dụng hình ảnh học, lâm sàng học để nói bệnh nhân này tắc nghẽn mà không có hô hấp ký làm bằng. Nó cũng có thể cho các bạn biết một bệnh nhân bị hội chứng hạn chế, nhưng mà thật sự ra hội chứng hạn chế thì các bạn phải dùng phế thần ký. Thì đây là cái đường rất là quan trọng, các bạn sẽ dùng nó để chắc chắn rằng là cái hô hấp ký của mình đạt chuẩn. Tại vì không phải như điện tim bệnh nhân chỉ nằm đó thôi, còn cái này là bệnh nhân phải hợp tép, kỹ thuật viên phải hết sức là tận tụy. Cho nên các bạn phải kiểm tra là phải có 6 giây và điều quan trọng nhất là có 1 giây bình nguyên để bảo đảm là cái FVC là đã lên tới mức tối đa các bạn ha. Tại vì nếu mà các bạn dừng ở đây, ví dụ các bạn dừng ở đây thì FVC rất là thấp, tỷ lệ FEV1 trên FVC sẽ tăng. Cho nên các bạn mất cái chẩn đoán tắc nghẽn. Các bạn thấy không? Cho nên đây là một cái đường mà các bạn dứt khoát phải kiểm tra. Các bác sĩ phải kiểm tra để mà bảo đảm là cái hô hấp ký này làm đúng. Đường cong lưu lượng thể tích. Các bạn nhớ ha. Đây là đường hít vào như một hình bán nguyệt. Đường thở ra như một tam giác không cân. Các bạn ghi nhớ cái hình này. Bởi vì nó sẽ biến đổi vô cùng. Và nếu mà bệnh viện các bạn có làm phẫu thuật thì các bạn sẽ cố gắng làm thêm một cái nữa gọi là MVV, Maximal Voluntary Ventilation. Nếu dưới 60%, bệnh nhân sẽ có nguy cơ biến chứng hô hấp hậu phẫu. Cho nên các bạn phải về phải thuyết phục ban giám đốc bệnh viện của mình cho bệnh nhân tiền phẫu làm MVV. Thế thì như thế là cái khoa thăm dò chức năng hô hấp các bạn lại được thêm một lượng bệnh nhân lớn nữa. Và mình giàu lên và mình có uy tín với ban giám đốc rất là lớn. Và đương nhiên các bạn phải làm test giãn phế quản dứt khoát. Tại vì giúp chẩn đoán hen, COPD có yếu tố hen cho các bạn quyết định điều trị và cho các bạn biết dự hậu. Về cái test giãn phế quản thì các bạn cũng sẽ được học hết sức là cẩn thận. Thì phải ghi nhận cái thuốc giãn phế quản, các bạn xịt 2 cho tới 4 nhát Ventolin. Đợi, các bạn nhớ đợi 15-20 phút. Đừng có làm gấp quá, 5 phút là chưa có tác dụng đâu. Và cái tiêu chuẩn này đó thì là nó sẽ được thành một cái tiêu chuẩn mới mà các bạn sẽ được học. Và các bạn cũng phải nhớ có những cái trường hợp những người to con. Nó có thể là nam, có thể là nữ, đủ kiểu chứ không phải dứt khoát là chỉ là một chàng trai to con đâu. Thì các bạn thấy là trước thử thuốc bình thường hết, tất cả đều tốt hết. Thế thì có khả năng là kỹ thuật viên sẽ chạy vào nói bác ơi bác, ông này tốt quá rồi, mình khỏi làm test giãn phế quản nha. Các bạn đừng chịu, các bạn đừng chịu. Bởi vì các bạn thấy là sau test giãn phế quản anh này tăng lên rất là nhiều. Cho nên nếu các bạn bỏ test giãn phế quản, các bạn sẽ bỏ sót chẩn đoán hen cho người này. Cho nên các bạn nhớ tất cả phải làm test giãn phế quản ít nhất là lần đầu tiên. Thế thì chúng ta sẽ có cái máy, bây giờ chúng ta chỉ sử dụng cái máy mà đo lưu lượng và thể tích thôi. Các bạn biết được thể tích phổi đại khái thôi. Chứ còn nếu mà muốn nói thể tích phổi, các bạn phải có phế thần ký. Các bạn biết sức cản đường dẫn khí. Và rất là hay là các bạn biết được đường hô hấp trên. Các bạn phải lưu ý đường hô hấp là một. Đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới là một. Mình cắt ngang qua bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ hô hấp là hết sức là nhân tạo thôi. Cho nên các bạn phải nhớ
các bạn phải lưu ý tới đường hô hấp trên. Và các bạn sẽ kết luận có tắc nghẽn hay không, đường hô hấp dưới, đường hô hấp trên, có hội chứng hạn chế hay không. Tức là cái kết luận của nó thì cực kỳ đơn giản nhưng mà cực kỳ quan trọng. Thì đây là các cái chỉ số chính. Thì tất cả các cái máy á, thì nó đều sử dụng tiếng Anh, mà lại sử dụng tiếng Anh viết tắt nữa kìa. Cho nên các bạn, đây là cái bảng để đi thi nè. Nếu có post test thì chắc thi cái này, đúng không các bạn? Thi cái này. Các bạn viết được cái này, các bạn viết được tên tiếng Anh, các bạn viết được tên tiếng Việt và các bạn viết được cái đơn vị của nó. Các bạn thấy là các bạn mở một cái máy mới ra, nó cho các bạn 23 chỉ số. Nhưng mà trên thực tế các bạn chỉ sử dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chỉ số này mà thôi. Và mình làm hoài thì mình quen, mình nhớ thôi, không có gì khó. Mà kể cả các cái tựa đề của nó ở trên mỗi cái cột là cũng viết tiếng Anh luôn. Cho nên các bạn cũng sẽ phải biết thuộc hết tất cả cái ý nghĩa của cái này. Và hôm nay đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin mới là chúng ta sẽ sử dụng Z-score. Trước đây chúng ta hay sử dụng phần trăm so với trị số dự đoán. Nhưng mà cái này thì nó không có ý nghĩa thống kê. Cho nên bây giờ là cái hướng dẫn mới, các bạn sẽ sử dụng Z-score. Nó cũng hơi khó nhớ một chút. Nhưng mà trên cái bảng trả lời thì bác sĩ Tài, bác sĩ Quân đã thiết kế cái mẫu trả lời cho các bạn. Thế thì các bạn đọc hô hấp ký có đúng kỹ thuật không, bình thường không, rối loạn nào, thì các bạn sẽ có đủ thời gian để mà kiểm tra lại các cái việc này. Đây là Z-score. Zero là bình thường các bạn ha, là bình thường. Thế thì mình giảm một độ lực chuẩn, hai độ lực chuẩn, thì cái này chính là Z-score. Thì một chút nữa các bạn sẽ được học kỹ hơn về Z-score, phân độ nó là bao nhiêu thì chấp nhận là bình thường. Thì bây giờ chúng ta không sử dụng phần trăm nữa mà chúng ta sẽ sử dụng LLN, Lower Limit of Normal, tức là 1,645 Z-score. Và bây giờ không khuyến cáo dùng 80% cho FEV1 và cũng không khuyến cáo dùng 0,7 cho FEV1 trên FVC. Tức là rất là mới các bạn ha, rất là mới. Thế thì hội chứng hạn chế khi mà VC hoặc FVC nhỏ hơn 1,645 Z-score hoặc là LLN. Hội chứng tắc nghẽn FEV1 trên FVC nhỏ hơn LLN. Tắc nghẽn sớm đường dẫn khí FCS2575 nhỏ hơn LLN, PF nhỏ hơn LLN. Thì các bạn nhìn cái chữ, cái cột LLN cho nó dễ ha, thì nó lower limit of normal, giới hạn dưới, tức là trừ 1,645 Z-score. Về phân loại mức độ thì chúng ta có rất là nhiều kiểu phân loại mức độ. Trước đây chúng ta hay dùng kiểu này, ATS 205 thì phức tạp hơn, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thống nhất dùng cái bộ này. Và như thế thì các bạn sẽ nhớ ba cái này, nó được dùng thống nhất cho tất cả các chỉ số từ 1,65 tới âm 2.5 là tắc nghẽn nhẹ hoặc là hạn chế nhẹ, 2,5, 1 tới 4 là trung bình và dưới 4 là nặng. Thế thì từ đây trở về sau chúng ta sẽ thống nhất sử dụng Z-score và các bạn về phổ biến lại cho đơn vị mình dùng Z-score để mình đi kịp với thế giới các bạn ha. Rất là mới đúng không? ATS ERS 2021. Và đây là đọc một cái kết quả của hô hấp ký. Đầu tiên các bạn coi FEV1 trên FVC, hai cái này lúc nào mình cũng đo, mình đo VC, mình đo FVC, thì các bạn chọn cái nào nhỏ hơn các bạn lấy và các bạn so với LLN. Nếu mà cái này lớn hơn LLN thì như thế có nghĩa là không tắc nghẽn các bạn ha, không tắc nghẽn. Thì các bạn xem nó có bị hội chứng hạn chế không. VC và FVC thì các bạn chọn cái lớn, coi có lớn hơn LLN không. Nếu mà lớn hơn LLN thì có nghĩa là không hạn chế luôn. Thế thì như thế chúng ta có một cái hô hấp ký bình thường, không bị tắc nghẽn, không bị hạn chế. Và nếu mà FVC hoặc VC nhỏ hơn LLN thì
có nghĩa là có hội chứng hạn chế. Nhưng mà ở đây họ dùng cái chữ có thể, có nghĩa rằng là họ không có công nhận hô hấp ký nói được cái hội chứng hạn chế một cách chính xác. Vì thế thì các bạn phải gửi bệnh nhân đi làm phế thần ký để mà có được một cái hội chứng hạn chế khẳng định. Ngoài ra còn có một cái kiểu nữa cũng tương đối là phức tạp, thì họ gọi lấy cái kiểu này là kiểu không đặc hiệu, là bởi vì có thể là bệnh nhân không gắng sức, có thể là bệnh nhân có thể tích phổi nhỏ, có thể là bệnh nhân sẽ tiến tới một cái tắc nghẽn về sau này. Thì cái này là được đề cập trong Gold 2023, cũng là một cái vấn đề tương đối mới một chút. Bác sĩ Tài nói rất là sâu về vấn đề này. Còn nếu các bạn thấy FEV1 trên FVC mà nhỏ hơn LLN thì có nghĩa là bệnh nhân này có tắc nghẽn. Thì các bạn tiếp tục nhìn lại cái thể tích. Nếu mà cái thể tích phổi là bình thường thì như vậy bệnh nhân chỉ bị tắc nghẽn đơn thuần. Còn nếu mà có thêm cái hội chứng hạn chế nữa thì như vậy là có thể là hội chứng hỗn hợp. Và các bạn thấy là ATS-CRS 2021 họ không dừng lại ở hô hấp ký, mà những cái trường hợp này các bạn phải gửi đến phế thần ký. Phế thần ký mình có làm với bác Phương. Máy của em đang trục trặc gì á? Tức là sau cái hô hấp ký thì các bạn phải làm cái phế thần ký. Tại vì các bạn thấy các cái chỉ số của phế thần ký nó đều nằm trong cái nhóm cơ bản thôi, chứ không phải là cái nhóm chuyên sâu. Và đây là một cái hình rất là quan trọng để bác bỏ cái chuyện mà FEV1 trên FVC cố định là 0.7. Các bạn nhớ là Gold tới thời điểm này vẫn dùng, nếu các bạn đo FEV1 trên VC trên FVC nhỏ hơn 0.7 thì Gold đồng ý là bệnh nhân bị tắc nghẽn đường dẫn khí. Nhưng mà bị rất nhiều phản đối, đặc biệt các nhà sinh lý học là cực kỳ phản đối, và cuối cùng là ATS và ERS cũng phản đối luôn, cho nên các bạn đừng dùng 0.7 nữa. Gold vẫn dùng là tại vì họ nói cái đó dễ nhớ, nhưng mà mình thấy là không, mình chẩn đoán là mình phải hết sức là cẩn thận. Thì các bạn thấy đây là FEV1 trên FVC, ở đây là theo tuổi từ 20 cho tới 90 tuổi, thì 0.7 đó là nó nằm đâu đây các bạn ha, nó chỉ đúng cho những cái người khoảng 50 tuổi thôi. Còn nếu mà mình trẻ tuổi, các bạn thấy nó rất là cao, mà già đi thì nó rất là thấp. Nó chuyện rất là đương nhiên, đúng không các bạn? Tất cả cái điều kiện sinh lý của chúng ta đều giảm theo thời gian, đúng không? Cho nên đó, các bạn thấy ở một người 20 tuổi, cái chỉ số Gensler hoặc Chiffenol nó phải khoảng 78%. Trong khi đó một người già thì các bạn cho khoảng chừng 62% là coi như bình thường. Thì các bạn suy nghĩ nha, nếu các bạn sử dụng 0.7 thì ở người trẻ các bạn có nguy cơ gì? Bỏ sót, chính xác. Ở người già các bạn có nguy cơ chẩn đoán quá mức, chẩn đoán lố các bạn. Và rất là nguy hiểm, đúng không? Rất là nguy hiểm. Các bạn nhìn ha, đây chúng ta có một người già 76 tuổi, Gensler và Tiffano 66 và 74. Thì chúng ta lấy cái nhỏ các bạn ha, chúng ta lấy 66. Nếu chúng ta dùng 0.7, các bạn kết luận là có tắc nghẽn, có tắc nghẽn. Trong khi đó các bạn dùng LLN, ông này chỉ cần 61 là được rồi. Như vậy các bạn kết luận là không tắc nghẽn các bạn ha. Thay vì các bạn đẩy bệnh nhân này về chẩn đoán CVD thì các bạn chỉ có một cái chẩn đoán là viêm phế quản mạn tính mà thôi. Các bạn thấy một trời một vực, đúng không? Chỗ thuốc CVD giờ là quá mắc, đúng không các bạn? Hơn triệu đồng cho một tháng. Cho nên các bạn nhớ mình sẽ sử dụng LLN, và đây là cái được ATS và ERS 2021 khuyến cáo. Từ đây trở về sau chúng ta sẽ dùng LLN hết. Ngược lại, một cô gái 27 tuổi, Gensler và Tiffenol là 76 và 81, các bạn chọn số mấy? 76. Nếu các bạn chọn 70, các bạn kết luận không tắc nghẽn, các bạn cho về, đúng không? Nhưng các bạn nhìn LLN đi là mấy? 77. Các bạn kết luận có tắc nghẽn, có đáp ứng. Như vậy các bạn sẽ điều trị hen. Các bạn thấy ghê không?
bệnh nhân hen các bạn cho người ta về nhà tối nữa người ta lên cơn người ta có thể tử vong được đó. Cho nên các bạn nhớ LLN. Ok. Và test giãn phế quản thì bây giờ là đã đổi rồi. Một chút nữa các bạn sẽ được học cái kiểu mới là lấy cái pre-test, lấy cái post-test của FEV1, post-test FVC trừ cho pre-test thì trên 10% là đạt. Đây, các bạn thấy ha, theo tiêu chuẩn mới thì thay đổi FEV1, FVC sau thử thuốc thì các bạn 10%. Đơn giản thôi, các bạn lấy sau thử thuốc, phần trăm sau thử thuốc trừ cho phần trăm trước thử thuốc, phần trăm sau thử thuốc trừ cho phần trăm trước thử thuốc, lớn hơn 10% là dương tính. Chỉ như vậy mà thôi. Thế thì một lần nữa họ lại không có đề cập đến cái lưu lượng đỉnh PF, peak expiratory flow rate. Nhưng mà tôi rất là thích và Gina vẫn sử dụng cái đó, cho nên các bạn nhớ cái đó 20%, PF 20% các bạn ha. Để tôi hỏi ông Carr coi ông có dùng không ha. Professor Carr, yes. Do you use the PEF, peak expiratory flow rate, if it changed more than 20%? No, but we use it as a quality indicator because you do not want to have a suboptimal blast. Mm-hmm. And then you might have an overestimation of FEV1 because of dynamic airway compression. Mm-hmm. So we use it as a quality indicator, but not a responsive indicator. Mm. We still do it. I know. Ông nào không dùng? Ông chỉ dùng cái PF để chứng tỏ cái chất lượng. Nếu bệnh nhân thổi ra yếu, hoặc là bệnh nhân bị tắc nghẽn đường dẫn khí, không có thể thổi mạnh cái PF được. Cho nên ông không có dùng cho cái test đáp ứng với test giãn phế quản. But Gina still uses it for the peak expiratory flow rate. It'll be interesting to see how Gina responds to this newer recommendation. You know? In Gina 2023? Did they address the 10% no, change? No, not yet. Not yet. It's one of the more controversial mm-hmm. recommendations from the new interpretation standards because mm-hmm. the other has been there forever. Mm. But I'm not sure you talked about it. I was going to talk about it also, which is good because we can chat some more. But they really went to 10% of the percent predicted because they were trying to take out the effect of gender and height and other things over a period of time. So they're using the percent predicted so that you eliminate or reduce the effect of someone's gender or height or ethnicity. Thì ông có hỏi tôi là Gina có sử dụng cái công thức này chưa, thì Gina 2023 vẫn chưa sử dụng. Ông bảo là người ta vẫn còn tranh cãi ở trên cái này, nhưng mà ông thì ông rất là ủng hộ, bởi vì nếu mình dùng theo phần trăm so với chỉ số dự đoán thì mình loại bỏ được các cái ảnh hưởng của giới tính, của tuổi. Và đây là kết quả. Thì các bạn thấy là chúng tôi đã sử dụng Z-score. Và trong cái hô hấp ký thì hồi nãy giáo sư Kamotram cũng nói là chúng ta sẽ theo dõi. Cho nên nếu mà các bạn có được một bệnh nhân hoặc công nhân mà theo dõi sức khỏe hàng năm thì rất là quan trọng. Các bạn sẽ lấy cái mốc là 50%. Nếu một ông công nhân nào mà các bạn thấy là năm ngoái cho tới năm nay mà FEV1 giảm 50 ml một năm trở lên, thì dù người đó chưa có hội chứng tắc nghẽn, các bạn cũng phải được điều trị như tắc nghẽn. Bởi vì họ nói là giống như ngựa đua vậy đó, người này chạy nhanh quá đi, cho nên họ sẽ bị tắc nghẽn trong một thời gian rất là gần. Thì đây là một cái chỉ số hết sức là quan trọng. Và tiên lượng, nếu mình có bệnh nhân CPD thì ở những cái chỉ số này thì 50% sống 10 năm, 5 năm, 2 năm. Nhưng tất cả những chỉ số này thì đều là của Âu Mỹ hết. Cho nên nếu mà Phó Giáo sư Phương mà có học viên làm cái FEV1 theo dõi dài hạn thì đây cũng sẽ là một đề tài mới đối với mình. Về kết quả có bình thường không? Thì cái này thôi để một chút nữa giáo sư Kamotram sẽ nói sâu hơn với các bạn.
Như thế đó, thì trên một cái hô hấp ký, các bạn có thể kết luận bệnh nhân có hội chứng tắc nghẽn. Nếu bệnh nhân có hội chứng hạn chế thì các bạn phải gửi lên hô hấp phế thân ký để đo tổng dung lượng phổi, total lung capacity. Có những cái kiểu hình không đặc hiệu như hồi nãy các bạn thấy, thì có thể do gắng sức không đạt, do thông khí hạn chế, do tắc nghẽn đường dẫn khí nhỏ. Yếu cơ hô hấp thì như hồi nãy giáo sư Cẩm Hồ Tràm nói, các bạn nhìn cái đỉnh của lưu lượng đỉnh, peak expiratory flow rate, nó bị giảm xuống, thì mình lại gửi đi đo về sức cơ hô hấp. Bệnh nhân không gắng sức tối đa thì cái đỉnh PF cũng không có. Nếu bệnh nhân có hội chứng hỗn hợp vừa hạn chế vừa tắc nghẽn, các bạn phải đo phế thần ký. Và dysynapsis thì đây cũng là một cái chẩn đoán mới, thì có thể là một cái biến thể bình thường, tức là bệnh nhân này có FEV1 bình thường, FVC bình thường hoặc tăng, nhưng mà lại có FEV1 và FVC giảm. Đó, thì cái này cũng là một cái hướng chẩn đoán mới. Trước đây đó, nếu mà chúng ta thấy cái này mà có cái FVC nhỏ nữa thì chúng ta sẽ kết luận là hội chứng hạn chế và tắc nghẽn đi kèm. Thì đây là cái kết quả bình thường. Thì các bạn thấy đó là hiện bây giờ thì chúng ta vẫn sử dụng chủ yếu cái máy Coco. Thì các bạn thấy là tôi yêu thích là tại vì nó có 6 đường flow volume curve, đường cong lưu lượng thể tích đứng bên cạnh nhau, để cho các bạn có thể nhìn thấy được về chất lượng cũng như về sự thay đổi qua test giãn phế quản. Các bạn nhớ là chúng ta có trước giãn phế quản, sau giãn phế quản, và chúng ta sử dụng Z-score và lower limit of normal cũng kê ra đây cho các bạn. Các bạn nhớ sử dụng theo kiểu mới ha. Và nếu một bệnh nhân hen thì các bạn thấy rất là rõ đúng không? Chúng ta có 3 đường thử thuốc và đây là lưu lượng đỉnh ở đây các bạn, peak expiratory flow rate nằm đây. Nằm đây. 3 đường trước thử thuốc, 3 đường sau thử thuốc và đáp ứng rất là tốt. Thì các bạn có thể dùng theo kiểu mới, ví dụ như các bạn thấy FVC, FEV1 sau thử thuốc là 116, các bạn trừ cho 83. Và lấy dứt khoát lớn hơn 10. Là 115 trừ cho 102 được 13. Như vậy qua hai cái này thì các bạn kết luận là có đáp ứng với test giãn phế quản. Như các bạn thấy peak expiratory flow rate cũng rất là lớn các bạn ha, lớn hơn 20. Đây là hình một cái kiểu hen điển hình thì cũng giống vậy thôi. Và nếu mà các bạn điều trị bệnh nhân hen tốt thì các bạn thấy lần này là để các bạn chẩn đoán đúng không? Có đáp ứng với test giãn phế quản. FVC 106 trừ cho 96 đúng 10%, 85 trừ cho 69 được 16%, cũng hơn 10%, các bạn chẩn đoán hen. Và người ta dặn là các bạn phải kiểm tra lại coi mình chẩn đoán hen đúng không. Nếu các bạn chẩn đoán hen đúng, bệnh nhân tuân thủ đúng 4 tuần lễ sau, đường hô bự lên, bệnh nhân cảm ơn bác sĩ quá chừng luôn đúng không. Và mình rất là vui khi nào mà được cái chẩn đoán dây là tụi tôi mừng lắm á, tại biết thế nào bệnh nhân cũng quay lại mừng rỡ sau 4 tuần điều trị. Nó một cái cũng rất là quan trọng đối với các bác sĩ tai mũi họng là mình có một cái hen dặn ho, bệnh nhân chỉ ho mà thôi. Tôi có những bệnh nhân 25 năm đi theo bác sĩ tai mũi họng vì ho. Thì tôi cứ đem cái slide này để nói với các bác sĩ tai mũi họng. Các bác sĩ nhớ là nếu bệnh nhân nào mình trị ho hoài không hết thì coi chừng hen dặn ho. Là bởi vì sau này là bệnh nhân có thể bị tắc nghẽn đường dẫn khí cố định luôn, giống COPD luôn. Các bạn gỡ ra không được luôn. Và gần đây thì có một cái trường hợp làm tôi rất là sợ hãi luôn á. Là một bệnh nhân hen dặn ho đi theo bác sĩ tai mũi họng được điều trị. Và khi bệnh nhân đó sanh con thì trong lúc lâm bồn lên cơn suyễn. Thì cũng rất là may là bác sĩ sanh đó là vừa là trưởng ICU luôn, cho nên cứu kịp, chứ không tôi là không cứu kịp bệnh nhân đó. Cho nên xin các bạn về nói với các bác sĩ tai mũi họng, bác có bệnh nhân nào ho mà chữa hoài hết nhớ gửi qua cho tôi, tại vì có thể đó là hen dặn ho. Đó, nếu hen dặn ho mà được điều trị như hen thì các bạn thấy là tốt liền đúng không? Tốt liền. Và mình có một cái dạng hen nữa cũng không thấy ghi trong y văn, đó là hen dạng khó thở đơn thuần.
Những bệnh nhân này chỉ có khó thở, không ho, không khò khè, không khạc đàm. Cho nên bệnh nhân đi khắp nơi luôn, đi tim mạch, đi hô hấp, thậm chí đi tâm thần kinh luôn. Và chỉ được chẩn đoán hen dạng khó thở và được điều trị. Nhưng đây là cũng một dạng rất là khó, và nó có vẻ như riêng về châu Á, cho nên không thể ghi trong y văn. Và các bạn điều trị thì các bạn thấy là có cải thiện. Và còn có một cái trường hợp nữa cũng rất là nguy hiểm. Các bạn nhìn như vậy thì các bạn nghĩ là gì? Ba đường trước thử thuốc tắc nghẽn, ba đường sau tắc nghẽn, không đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Các bạn nghĩ là gì? CPD đúng không? CPD. Cho nên các bạn nhớ là dù cho bệnh nhân các bạn nghĩ là cái gì, các bạn vẫn có quyền sử dụng thuốc giãn phế quản và ICS. Ở đây ví dụ chúng tôi sẽ cho Seretide 25-250 sáng 2 triệu 2, hoặc là Rapihaler Pimicol sáng 2 triệu 2. Sau một tháng bệnh nhân cải thiện. Cho nên là đây là những bệnh nhân hen nhưng mà có cái dạng rất là giống CPD. Và cuối cùng cho nên rất là nguy hiểm nếu các bạn không đo trở lại. I was talking about one patient with very young severe COPD. No, he has asthma. Asthma. But when we treated with ICS LABA high dose, after 1 month, he become asthma. Was it CAO? No. So. Như vậy rất là quan trọng là các bạn gặp một bệnh nhân dù cho tắc nghẽn cỡ nào mà không đáp ứng với thuốc, các bạn vẫn có quyền sử dụng liều cao ICS LABA, Seretide, Rapihaler, Symbicort trong một tháng, và các bạn đo lại, nó bùng lên một cái họ là hen các bạn ha. Và có những cái trường hợp hen thì bị tắc nghẽn cố định luôn, các bạn thấy không có đáp ứng, không đáp ứng với test giãn phế quản. Và lúc đó các bạn sẽ rất là khó, không biết là hen hay là CPD, đúng không? Ví dụ bệnh nhân hồi nhỏ có hen, lớn lên làm việc trong môi trường ô nhiễm, có hút thuốc lá, bây giờ các bạn thấy tắc nghẽn cố định là hen hay CPD. Các bạn chỉ có thể giải quyết bằng DLCO. Nếu mà DLCO mà quá tốt như vậy á thì thường là hen. Hen có cái DLCO rất cao các bạn ha. Những trường hợp khó như vậy là các bạn phải chuyển qua DLCO. Dysanapsis, đây là một cái trường hợp mới được Gold đề xuất. Đây là cái trường hợp các bạn thấy giống như là tắc nghẽn, đúng không? Nhưng mà FEV1 lại bình thường. Cho nên đây là một trường hợp rất là lạ ha. Thì người ta gọi nó là dysanapsis. Mình dịch ra đó là phát triển không đồng đều giữa đường dẫn khí và nhu mô phổi. Nó vậy, dại vậy luôn á, thành ra không biết có cái chữ nào cho nó gọn hơn. Thì cái người này sẽ có khuynh hướng bị bệnh phổi tắc nghẽn. Các bạn sẽ gặp nam trẻ tuổi cao. Nếu mà các bạn đo phế thân ký, các bạn sẽ thấy FVC cao nhưng ARV thấp, và các bạn chẩn đoán tắc nghẽn dựa vào triệu chứng, thăm dò chức năng hô hấp, vân vân và vân vân. Thì các bạn nhớ đây là một cái ca rất là đặc biệt và một cái tên mới gọi là dysanapsis, do phát triển không đồng đều giữa đường dẫn khí và nhu mô phổi. Nhưng mà sau này thì sẽ có khuynh hướng bị bệnh phổi tắc nghẽn. Đây là một cái trường hợp dysanapsis. Thì các bạn thấy là FEV1 là bình thường. FEV1 thì thấp, nhưng mà Gessler và Tiffano thì thấp. Và đây là CPD. Rất là điển hình các bạn ha, mình nhìn lên cái là mình nghi là CPD rồi. Thì các bạn nhớ, các bạn chịu khó vẽ cái đường bình thường cho bệnh nhân. Giờ các bạn nói với bệnh nhân, ông nhìn đây hen, đường thở của người ta là đây nè, còn ông là đây. Ông thua người ta 2 lít, 4 lít, 6 lít. Đó, các bạn dọa cho dữ vô. Bệnh nhân sẽ giật mình lên, nói trời ơi tệ dữ vậy hả bác sĩ. Thì đúng rồi, vì sao mình phải dọa? Tại vì không chịu bỏ thuốc lá. Mà họ không bỏ thuốc lá là các bạn sẽ điều trị rất là tệ. Đó, cho nên các bạn chịu khó vẽ cái hình này ha. Và nếu mà bệnh nhân CPD thì lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cũng y như vậy.
đây là cái diễn tiến của COPD. Đây là một cái hình bình thường các bạn ha. Đây là một cái hô hấp ký kiểu thời xưa. Chest, nếu các bạn nào sử dụng máy chest đó, thì cái đường này là như thế này, đây chỉ có một đường trước và sau thử thuốc mà thôi. Thì nếu các bạn gặp được một bệnh nhân mà chỉ có lõm như vậy thôi, thì chỉ có SGF 25-75 là giảm, còn tất cả là bình thường. Mà người này có hút thuốc, người này có làm trong môi trường ô nhiễm, thì các bạn nói cho mạnh lên. Bởi vì người ta phải bỏ thuốc lé, phải cải thiện môi trường thì có thể trở về bình thường. Còn nếu không thì tới đây. Thì thường tới đây đó là mới tới gặp bác sĩ nè, đúng không? Có khi tới đây mới gặp bác sĩ. Có khi tới đây. Tới đây. Đây là kỹ thuật viên cực giỏi mới làm được cái hình này, các bạn thấy không? Nhưng mà chưa đâu. Cái người mà ghê gớm nhất là đây. Hay. Anh này hút thuốc từ 10 tuổi. Từ 10 tuổi một ngày 2 gói. Thì tôi chỉ gặp anh một lần thôi. Tôi nghĩ có lẽ sau lần này thì chắc anh chết rồi. Không thể sống nổi. Cho nên cái điều rất là quan trọng là các bạn ráng tìm ở đây các bạn ha. Cho nên nếu mình cầm cái hô hấp ký, mình đến tầm soát ở một cái nơi nhiều người hút thuốc lé, một cái nơi ô nhiễm, thì các bạn làm được một cái việc phước đức rất là lớn, tránh cho người ta đi xuống và tử vong. Đây là diễn tiến bình thường của một người bị COPD. Họ đến gặp các bạn sau 1 tháng điều trị, sau 3 tháng, sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 4 năm. Mày điều trị hay hay dở? Hay hay dở? Hay, không chết là hay rồi, đúng không? Chứ cần các bạn đừng có hứa với người ta là tôi sẽ mở được đường thở cho bác. Không bao giờ. Các bạn ha. Echo tức là các bạn thấy nó có tắc nghẽn mà lại có đáp ứng rất mạnh. Rất mạnh thì 15% và 400 ml. 15% và 400 ml đáp ứng thì như thế là echo asthma COPD overlap. Thì Gold họ không đồng ý dùng cái overlap nữa, mà người ta sẽ gọi là COPD có yếu tố hen. COPD có yếu tố hen. Thì cái điều quan trọng là những bệnh nhân này các bạn phải cho corticoid dạng hít, dứt khoát phải cho. Các bạn mà không cho là bệnh nhân có thể lên cơn. Cho nên đối với bệnh nhân COPD mà các bạn thấy là echo, thì các bạn nhớ đề cái chẩn đoán là echo để các bạn có quyền cho corticoid. À, mình có cái echo trong cái chẩn đoán được không bác Phương? Mình để được phải không? Các bạn nhớ ha, chồng lấn hen và COPD để các bạn cho ICS, điều quan trọng nhất phải cho corticoid dạng hít. Thế thì nãy giờ là chúng ta nói về cái hội chứng tắc nghẽn, thì tiếng Anh họ rất là hay, họ sẽ lấy những cái tên đầu tiên, chữ đầu tiên để mà gọi thành một cái chữ nó có ý nghĩa. Ô là gì các bạn? Không cú. Ồ giỏi quá. Các bác sĩ thì giỏi tiếng Anh hả? Tôi không tin là bác sĩ giỏi mà không giỏi tiếng Anh nha. Thế thì ô là outside. Các bạn thấy một người tắc nghẽn thì có thể là do bên ngoài, do phá hủy nhu mô, ví dụ như khi phế thủng, bị hạch, bị khối u để ép, bị phù quanh phế quản. Wall do thành phế quản dày lên trong viêm phổi, viêm phế quản, có tắc cơ trơn. COPD, viêm phế quản mạng do sơ sẹo. Và L là lumen, bên trong lòng ống, do nhiều chất tiết, viêm phế quản mạng, hen suyễn, COPD, phù phổi. Mình nhớ là hít phải vật lạ, các bạn phải nhớ cảnh giác cái chẩn đoán này ha, thứ động chất tiết hậu phẫu. Cho nên khi nào mà các bạn gặp một người bị tắc nghẽn thì đừng nghĩ hen và COPD đơn thuần, nghĩ tới chữ O và tất cả các khả năng của nó. Đối với hội chứng hạn chế thì các bạn nhìn SVC và FVC cái nào lớn hơn các bạn lấy, thì các bạn thấy là nó đã nhỏ hơn LLN rồi. Thì và cái rõ nhất là các bạn thấy được có một cái nón giống như cái nón phù thủy này các bạn ha, nhọn hoắt lên thì các bạn có thể chẩn đoán được. Và đây là FVC, từ 0 tới cái chấm này là FVC. Thì FVC của bệnh nhân chỉ nhỏ vậy thôi, cho nên mình nhìn cái hình này thôi đó là mình đã biết là hội chứng hạn chế rồi.
Hội chứng hạn chế thì các bạn viết tắt là chữ paint. Paint là gì các bạn? Sơn hay là đau? Sơn hay đau? Sơn. Đau không có chữ chi hả? Paint. Có thể là bệnh màng phổi, tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi, dày màng phổi, P, pleural disease. Bệnh nhu mô phổi rất nhiều các bạn ha. Cho nên các bạn sẽ gặp rất nhiều bệnh nhân bị hội chứng hạn chế, đặc biệt là ở những bệnh nhân mà bị các cái bệnh phổi, bệnh tự miễn rất là nhiều. Sơ phổi mô cải lan tỏa bây giờ cũng đang có thuốc và đang được đẩy mạnh. Bệnh cơ thần kinh, neuromuscular disease, bệnh lồng ngực, vẹo cột sống, viêm cột sống dính khớp. Còn hai trường hợp nữa cũng bị hội chứng hạn chế nữa mà không được liệt kê ở đây. Đó là phụ nữ có thai và bị, mình kêu là gì ta? Bị xơ gan cổ trướng các bạn ha. Acid. Không đặc hiệu. Chủ không đặc hiệu hồi nãy nói rồi. Như thế đó thì chúng ta dứt khoát là dân hô hấp thì các bạn phải có được một cái hô hấp ký. Và cái điều muốn nhấn mạnh là rất phụ thuộc vào người đo và đối tượng. Cho nên các bạn phải có một cái dàn kỹ thuật viên hết sức là tận tụy với bệnh nhân. Và nhớ là mình, nãy giờ thì mình nói bệnh này bệnh kia nha, các bạn đừng nói vậy ha. Các bạn chỉ kết luận là có tắc nghẽn không, có hạn chế không, vân vân. Và đây là một cái hình của cái bảng hô hấp ký. Các bạn phải có các chỉ số, các bạn có cái đường thở dung tích sống chậm, có đường cong lưu lượng thể tích, có cái đường thở sống nhanh để các bạn có FEV1 và VC. Thế thì như thế đó là cái phần của chúng ta là hen và SUPD. Nhưng mà sau một thời gian, sau 10 năm thì các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược của chúng tôi bị ám ảnh. Hệ không hen thì SUPD, mà không SUPD thì hen. Thì tôi cũng thấy lo lắng rồi, cho nên làm một cái tổng kết. Thì các bệnh nhân đến với trung tâm chăm sóc hô hấp vì khó thở, vì ho thì chỉ có 2/3 là hen và SUPD. 1/3 khác không phải là hen và SUPD. Thì cái này là cực kỳ quan trọng. Người ta không hen, không SUPD mà các bạn cứ chữa cho người ta như thế thì rất là tội nghiệp. Làm sao chẩn đoán được thì hô hấp ký cũng giúp các bạn. Thế thì phần này thì rất là hấp dẫn ha, cho nên chắc chúng ta phải nghỉ giải lao chút nữa thì chúng ta mới học tiếp được. Xin cảm ơn.